Tiền đâu? Nhiêu? 60. Rồi chắc trả chưa? 60 rồi, cái 50 rồi, phải không? Trên câu nữa mà. Cái 50 là thêm số 5 mà. Tôi nói là 50 triệu. Hai đại mặt nha. Ông sao lâu dữ vậy Tu? Xa hả? Khi gần mà, không bữa tôi mua. Này mấy chục ngày đó. Bữa tôi mua thấy gần quá. Mùi sao bà ăn rau không à? Nè, anh thử coi. Sao bỏ vào đây? Sao bỏ ớt vô với ông Hùng? Hả? Ớt này nè. Ớt gì? Ớt xanh á. Là sao? Bỏ hả? Cay. Tôi có cay rồi, xanh tôi có cay. Bữa ớt xanh là nó trộn ớt gì nữa. Bữa tôi với Mạnh ăn nó cay xét lử luôn. Sinh nhật con chỉ xong mới tới nơi. Nó tới nhà nó hỏi sinh nhật con chưa? Ông Hùng. Anh Hùng này nó mập quá kìa. Ông Hùng. Hả? Chuẩn bị quà Noel này, chuẩn bị quà sinh nhật con tôi. Cái gì? Chuẩn bị quà sinh nhật con tôi. Ngày nào? 20. Nữa hả? Nó hỏi chú Hùng có tặng quà cho con không? Nữa hả? Nó hỏi chú Hùng có tặng quà cho con không? À. Năm trước anh tặng cho nhỏ Nguyên ông già Noel cho bá luôn. Năm nay lấy lại, xình lại. Nhớ quà cô nhất tấm lòng là góc mặt. Chấm lòng chà bá. Ồ, năm ngoái làm cái con bình mà. Ồ, sao thấy con già đang em là hồi nào? Con già đang chà bá gì nè, dài á. À, năm rồi tao cu cu gì đúng không? Tăng cu đúng không? Cái gì con bình đó nó đẹp chứ. Lúc đó tăng cu đúng không? Tôi thấy anh tặng già đen là hồi nào? Dài gì? Hả? Là sao? Bữa anh tặng con già đen chà bá đó. Ui, còn là hồi đó. Hai thứ không? Ừ. Một thứ thôi. Còn cái thứ kia là bà cướp á. Mà em đi. Con vịt đẻ trứng á chứ ngày. Diễm ăn gì vậy? Mì. Con lấy cơm không? Ăn cơm Diễm. Rồi, dạ, qua lấy cơm đi. Ăn hết rồi hả? Gì? Ăn hết rồi hả? Lẹ đi, tao ăn rồi sao? Ăn đi. Thôi, ăn đi. Thôi, ăn đi. Hay tao bỏ rồi sao? Hay bỏ đó. Không, ăn mì tôm rồi. Qua lấy cơm nè. Không ăn nữa. Dạ, ăn bữa đi. Cơm nhiều lắm, tại vì cái hộp cơm này nhắc luôn không thôi. Em nhắc chứ là hình như chị bỏ một bên rồi. Thank you.
Thank you.